quyết tâm. Trong tập 6, nội dung xào đẩy tưởng khó khăn là thế, nhưng vẫn không khuất phục được tinh thần của những cô gái trẻ. Tuy nhiên, kịch tính đã xảy ra trong nội dung thi đấu võ thuật khi hình phạt cho đội thua cuộc là nhiệm vụ dọn rửa khu chăn nuôi gia súc. Sau cuộc đấu cơn não, hình phạt đó đã gọi tên đội của Hòa, Hằng, Hương Giang và Khả Ngân. Tiếp tục với nội dung huấn luyện bắn súng, các cô gái của chúng ta đã gây ấn tượng mạnh khi thực hiện những loạt bắn đạn thật với độ chính xác cao. Sự có mặt bất ngờ của đồng chí tư lệnh binh chủng đặc công đã tạo động lực cho các nữ chiến sĩ. Tập 7 sẽ tiếp ngay sau đây. Tăng cò từ từ. Đốt. Súng hướng lên trên. Súng hướng lên trên. Không được thò tay vòng cò khi nó ngắm được. Thò không, cò này nó rất nhạy. Tay bỏ ra khỏi cò, giương búa lên. Đúng rồi. Nào bắt đầu ngắm. Đào súng nhắc nào. Giương súng. Giương búa. Từ từ tăng cò thôi. Từ từ tăng cò nhé. Súng. Rồi. Báo cáo hết đạn. Bắn xong. Rồi, hướng, tay bỏ ra khỏi cò đã. Rồi. Nào, súng ai bỏ thả thôi thế. Hướng lên trên cơ mà. Được. Nhắc bao lần. Hướng lên trên thế này. Từ từ tăng cò. Từ từ tăng cò. Hướng lên trên. Súng hướng lên trên. Nhớ súng không hướng lên trên là cứ thu rồi xong. Giữ súng, bắn xong giữ nguyên súng đấy. Không được quẩy sang hai bên, không được quẩy sau. Theo kết quả của hội thao đấm bốc trong buổi sáng, đội thua sẽ phải tham gia làm nhiệm vụ vệ sinh khu vực chuồng trại gia súc. Hãy xem các cô gái đáng yêu của chúng ta thực hiện như thế nào. Anh ơi, con nào như thế, con nào tìm đi. Chị ơi, chị Giang ơi. Chị ơi. Nào quay, quay cái đồ cám này. Này, quay đồ cám nè. Chị ơi, chị ơi. Anh ơi, anh ơi, chị em. Ôi, vào trong này. Đi vào nhanh khẩn trương. Sếp ơi, em hớp hết cướp rồi. Thôi, sao em hoài vậy? Em xong cái vụ của em rồi. Hai đứa mà sợ mấy con nợ nè. Đi ra đi. Ôi trời ơi, mày béo quá. Chưa thấy con nào lì như con này. Đi ra. Thank you.
Trong lúc đó, đội thắng cuộc cũng không hẳn được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, công việc có phần nhẹ nhàng hơn, đó là xuống bếp, phụ giúp dọn dẹp nhà ăn sau bữa cơm chiều của đồng đội. Em dùng bàn khác cho nó lẹ nha. Khi ổn định chúng ta bắt đầu làm việc. Sức khỏe đồng chí Mai sao rồi? Tốt hơn rồi. Cái nội dung đầu tiên trong những cái tuần đầu tiên của chúng tôi thường làm đó là nắm về cái tình hình tư tưởng của các ông chí. Đầu tiên là vấn đề xa nhà, nhưng đặc biệt các ông chí là chiến sĩ nữ. Nhưng trong những cái tuần đầu tiên thì chắc chắn cái điều nhớ nhà thì chắc chắn là nó không thể tránh khỏi, đúng không? Không hẳn là nhớ nhà, nhưng mà tại vì là ở ngoài thì tôi được dùng điện thoại thoải mái. Tôi gọi cho mẹ tôi mỗi ngày. Còn ở đây thì không, cho nên là cũng hơi lạ lẫm. Chưa quen một cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ, nên là cảm thấy ngày trôi qua rất là dài. Những ngày đầu tiên thì tôi cảm thấy là rất là nhớ nhà. Thì những ngày mà vất vả nhất là những ngày mà tôi nhớ thì là nhiều nhất. Chiến sĩ nam hay chiến sĩ nữ thì cái cảm xúc đầu tiên về cái môi trường sống xa nhà và sống trong môi trường kỷ luật có ở trong như này thì các ông chí mới hiểu được và cũng có những cái dễ chia sẻ với nhau hơn. Chứ nếu chúng ta sống ở hai môi trường khác nhau mà nói để mà chia sẻ với nhau thì thực sự hơi khó. Cái buổi hôm nay tôi mong muốn là các đồng chí viết một bức thư gửi về gia đình, kể cả đồng chí chiến sĩ cũ, và những cái lời gửi gắm của các đồng chí thông báo về gia đình thì tôi mong muốn là những lời chân thành nhất, thực sự nhất trong cái suy nghĩ của đồng chí hiện tại lúc này muốn gửi về gia đình. Các đồng chí có nhất trí không ạ? Chia sẻ cái suy nghĩ của ông chí hiện tại đối với gia đình để chúng tôi nắm được hơn. Các ông chí nếu mà cảm thấy thực sự là thoải mái thì các ông chí chia sẻ. Còn nếu mà những cái vấn đề riêng tư mà thầm kín quá, mà khó nói quá thì cái đấy, điều đó là điều riêng tư và cá nhân, không ép buộc. Mời ông chí Hòa. Đủ cười của mẹ trong ngọt nào thì không biết. Và sau đó là những nỗi nước mắt, sự lo âu và sự sợ hãi. Mẹ sợ con sẽ không vượt qua, mẹ sợ con sẽ không đủ ngoan lạc, mẹ sợ con sẽ không hai bên cạnh con ở đâu. Người đã nhiều lúc con rất vất vả,
với đầu con phủ không vượt qua được. Hôm nay con bị kẹo tay cứu cứu lên mẹ ạ. Lúc đấy con chỉ bước một ngày bên cạnh mẹ sẽ là người có thăm hiểu biết và bạn có cái thương cho con. Nhưng giờ đây con không sao theo một người mẹ. Chúng ta con bây giờ là những người đồng chí. Người chỉ huy là những đồng đội. Họ luôn sẽ tránh bên con, giúp đỡ con. Nên mẹ cứ yên tâm mẹ nhé. Rất cảm ơn cái tình cảm của đồng chí Hòa đã chia sẻ đối với bản thân tôi và đối với tập thể trong mũi của chúng ta. Đồng chí Ngân. Đó là nói yêu nhau. Đây là lần đầu tiên con thương cho hai người. Mà con thương nhiều lúc mệt mỏi lắm. Con không có được sung sướng như ở nhà. Thích ngủ lúc nào cũng ngủ được. Cái gì thì hai bà đều đâu con nghe. Còn ở đây lần này muốn làm gì cũng phải báo cáo. Hầu như mọi thứ đều hợp tài với cuộc sống bên ngoài của con. Thật sự đôi lúc con cảm thấy rất bất lực. Nhưng con cũng kịp nhận ra nhờ những gian khổ khó khăn con cũng đã học được rất nhiều thứ, biết tranh thủ thời gian, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau. Và nhất là ý chí của con ngày càng mạnh mẽ. Hiện tại con viết lá thư này cùng với các chị trong phòng, con nhìn thấy rất nhiều của mình cảm xúc ở đây, nhưng con hiểu được nỗi nhớ nhà vô cùng. Gia chiến đối với các chị nó buồn và đau lắm. Vì con cũng yêu gia đình mình như thế. May mà con chỉ đi trải nghiệm thôi. Nhưng mà đi thật con không biết mọi thứ xung quanh con không cảm xúc con như thế nào. Con cũng vui tại vì mọi người cảm xúc khá động khóc. Đúng rồi. Tại vì mọi người cảm xúc quá. Phân đội là một môi trường rất là kỳ lạ. Ở đây, họ không có những bận tâm như con ở ngoài đời. Họ không bận tâm xem bộ phim gì, tổ mới vào làm gì, bộ phận làm gì. Họ chỉ có một tinh thần muốn biến đất nước, ăn để học tập, ngủ để luyện tập và sống để chiến đấu. Có những người nhiều ngắm chờ không đặt gia đình. Ngày xưa, thật sự là con giận ba mẹ lắm. Tại vì sáng nào cứ 5 giờ là bắt con phải thức dậy quét nhà, hút bụi, pha trà, nấu nướng. 5 giờ thật sự là quá sớm đối với con mà. Rồi từ nề nếp, phép cách, ba mẹ lúc nào cũng khắt khe với con hết. Hóa ra những cái điều này đã tạo cho con một thói quen. Và nhờ đó, việc nhập ngũ của con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đồng chí Mai có thể chia sẻ với con không? Các đồng chí chỉ huy, tôi xin phép không được đọc lá thư của mình. Tôi cũng mong muốn là tất cả các đồng chí chiến sĩ, kể cả mới và cũ ở đây, đồng chí hiểu nhau hơn để có đồng cảm trong cuộc sống, đoàn kết hơn, không những trong tất cả công việc, và sau này những cái gặp những khó khăn gì đó, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ nhau. Các đồng chí đã vững tin hơn và quyết tâm hơn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Một buổi tối lắng đọng cảm xúc. Khi cả tiểu đội được chia sẻ những tâm tư giấu kín trong lòng, họ hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn, để có thể làm chỗ dựa của nhau trong những ngày tháng xa nhà, cùng nhau vượt qua những nhiệm vụ khó khăn phía trước. Mệnh lệnh hành quân và khu rú quân, đường hành quân, đường bê tông, đường mòn, đường rừng, hướng hành quân, hướng đông, đông nam, đội hình hành quân. Thành một hàng dọc, cự ly hành quân 20 km. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Ngân, đồng chí có đủ sức khỏe để cơ động ở vị trí trung quân? Và các đồng chí có. Và các đồng chí sức khỏe đảm bảo hết. Và các đồng chí sức khỏe đảm bảo hết. Và các đồng chí chân tôi hơi đau nhưng tôi sẽ cố gắng hết. Đồng chí có thực hiện được không? Thực hiện được hết. Đồng chí có quyết tâm vào vị trí khu vực trung quân không? Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm.
phía sau công chí bước dài chân. Bước dài chân đi chậm lại, bước dài chân thoải mái nha. Đi dõng dạc chân ra. Wow, đẹp không? Hai bên này. Cái kiểu này chắc chết. Thế là gặp địch làm thế nào đồng chí? Đồng chí đi báo á? Thế tôi lại đấy á? Ủa thôi chết, một mình thôi á? Sao được? Các bộ phận công chí phía sau chú ý, khi có pháo binh không quân, công chí nhanh chóng lợi dụng vào phía hai bên đường, tách ra hai bên đường, ẩn nấp. Pháo bắn phía sau nhanh chóng đội hình vượt hoạt tiến. Phần ở lớp, không có chuyện. Không có bên nào. Báo công chí mở trưởng. Được. Phía trước an toàn, hết. Tất cả công chí ổn định đội hình, tiếp tục hành quân. Đầu công chí bước dài chân thoải mái nhé. Đoàn quân đã di chuyển được hơn 10 km. Để đến được điểm trú quân, họ phải vượt qua gần 10 km đường rừng nữa. Mọi khó khăn vẫn còn ở phía trước. Bám sát tôi, cố gắng lên, cố gắng. Bước dài chân. Ôi, tới chưa? Sắp rồi. Sắp nãy giờ 100 tiếng rồi. Chạy chậm đi nhanh đến rồi. Đồng chí có đủ sức để đi tiếp tục đi thôi không? Để tiếp tục được nhưng mà chắc là không phải ba lô nữa. Được rồi, tôi sẽ bố trí. Đồng chí cố gắng nha. Hằng, không mệt không? Đi cố gắng nha. Tôi bình thường vẫn đang đi bình thường. Đồng chí cố gắng nha. Đồng chí đi rất tốt đấy. Đồng chí Ngân. Đồng chí có tiếp tục đi được nữa không? Được. Đồng chí cố gắng nha. Mẹ mua cho con heo đất. Ý à. Gì nữa? Thùng nhiêu đó thôi đồng chí Hòa ơi.
Lên xuống đây đi mà, lên khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương, khẩn trương. Tất cả các bộ phận công trình lắp hết xuống, nằm hết xuống, nằm hết xuống, nằm hết xuống. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Đường hành quân phía trước đảm bảo an toàn. Hết. Được, đồng chí ổn định bộ phận trinh sát phía trước, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, rõ chưa? Toàn mũi, đứng dậy, ổn định đội hình, tiếp tục hành quân. Vượt qua gần 20 km băng rừng xuyên núi, cả trung đội đã đến điểm trú quân an toàn. Đồng hồ lúc này đã chỉ 11 giờ trưa. Đẹp quá. Rồi. Tất cả vén hết xung quanh ra cho anh. Nó cháy lan hết. Ủa nó đâu rồi? Nào, nước về bản. Ui, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đừng dẫm lên lá. Đồng chí thổi bên dưới cờ bếp. Em đang lấy cái đầu nó. Ôi, con này mệt quá. Ê, các đồng chí ơi, tôi bắt được một con cá rất to. Đẩy này vào mai, cái nhà, cái kia nó nhỏ. Mũi về vị trí chiến hàng chiến đấu. Về vị trí sẵn sàng cầm súng. Đồng chí Hải đâu? Về vị trí nhận nhiệm vụ. Đồng chí Hải chú ý, trên khu vực hướng đông, cách mục tiêu ở khu vực sơ tán của đơn vị khoảng 150m, có một tốp biệt kích thám báo khoảng 3 tên đang tiến vào khu vực sơ tán của ta. Nhiệm vụ của đồng chí nhanh chóng tổ chức lực lượng vây bắt và tiêu diệt những tên địch đang tiến hành vào khu vực sơ tán của ta. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Các lực lượng bắt đầu tiến công. Giang tiếng. Đúng rồi. Đó. Áp sát lực lượng trinh sát báo. Khi phát hiện ra lực lượng trinh sát, họ báo cáo đồng chí rõ chưa? Đó. Tiếp. Tách nhau ra, tách nhau ra.
Đang bắn. Tụi mày dướng cái chay rồi. Tôi và đồng chí Nhung giải tên biệt kích tà máu về để chúng ta báo cáo với chiến tổ trưởng. Nhóm 1 tiêu diệt một tên biệt kích tà máu, về người an toàn, vũ khí tầm cao 20 viên đạn.